Thủ tướng Na Uy Erna Solberg ngày 9 tháng 9 tham gia chiến dịch do một tờ báo Na Uy phát động lên án mạng xã hội Facebook đã kiểm duyệt quá đáng khi chặn tấm ảnh nổi tiếng em bé Napalm Việt Nam vì lý do em bé trong ảnh khỏa thân trong lúc trốn chạy cuộc chiến tranh. Bà Solberg đã đưa tấm ảnh mang tính biểu tượng của thời chiến tranh Việt Nam lên trang Facebook cá nhân và viết rằng tấm ảnh đã góp phần làm thay đổi tiến trình lịch sử thế giới. Theo Reuters, Facebook đã khóa tấm ảnh em bé Napalm trên trang nhà của nhiều ngòi bút Na Uy và các hãng tin. Tấm ảnh đoạt giải thưởng danh giá Pulitzer đã được nhiếp ảnh gia Nick Ook của hãng tin AP chụp vào năm 1972, trong đó có hình ảnh một em bé gái vừa khóc vừa chạy ra khỏi một ngôi làng ở Việt Nam đang bị dội bom. Trên người cô bé 9 tuổi ấy hoàn toàn không một mảnh vải che thân. Báo Aftenposten đã đưa bức ảnh này lên trang nhất hôm 9 tháng 9, bên cạnh là logo của Facebook cùng với một bài xã luận lên án mạng xã hội lớn nhất thế giới đang phá hoại nền dân chủ. Trong một tuyên bố về nguyên tắc của mình, Facebook nói hạn chế về ảnh khỏa thân là cần thiết trên một mạng xã hội toàn cầu.